Chào mừng các em đến với kênh Khải Liêm. Trong bài giảng hôm nay, thầy xin dạy các em làm bài tập trong buổi bài tập toán lớp 4 sức cái nơi chứa khứ của cuộc sống. Chúng xem bài giảng của Khải Liêm nếu các em khá dễ hiểu. Các em sẽ bấm khích và chia sẻ video này cho bạn bè cùng xem. Giờ hôm nay mình sẽ làm bài tập của bài số 3 số chẵn số lẻ. Hôm nay mình sẽ làm bài tập cổ tích số 1 trang 12 nha. Trước hết mình sẽ làm câu số 1. Câu số 1 người ta kêu mình phân màu đỏ vào số chẵn và mình sẽ phân màu xanh vào số lẻ trong các số dưới đây. Như đề bài yêu cầu mình sẽ phân màu đỏ và số chẵn và màu xanh và số lẻ. Như các em nhớ là số chẵn là những số có chữ số tận cùng là 0, 2, 4, 6, 8. Có nghĩa là những số chia hết cho 2 gọi là số chẵn. Và những số lẻ là những số có tận cùng là 1, 3, 5, 7, 9. Có nghĩa là những số không chia hết cho 2 thì gọi là số lẻ. Mình thấy là 129 tận cùng là số 9 sẽ là số lẻ vì 9 không chia hết cho 2. Đúng này. Như đây số lẻ thì mình sẽ phân vào màu xanh nhé. Phân dòng tròn màu xanh. Giờ tiếp theo là số này tận cùng là 0 sẽ là số chẵn nên mình sẽ phân màu đỏ. Tiếp theo này số này có tận cùng là 8 sẽ là số chẵn nên mình sẽ phân màu đỏ. Giờ số này có tận cùng là 1 là số lẻ nên mình sẽ phân màu xanh. Số này có chữ số tận cùng là 3 sẽ là số lẻ nên mình sẽ phân màu xanh. Số này có chữ số tận cùng là 5 sẽ là số lẻ nên mình sẽ phân màu xanh. Số này có chữ số tận cùng là 6 nên mình chính là số chẵn nên mình sẽ phân màu đỏ. Số này có chữ số tận cùng là 2 sẽ là số chẵn nên mình sẽ phân màu đỏ. Số này có chữ số tận cùng là 4 nên là số chẵn nên mình sẽ phân màu đỏ. Giờ số này chữ số tận cùng là 7 sẽ là số lẻ nên mình sẽ phân màu xanh. Giờ như là mình xong câu số 1, câu số 1 kem hiệu bài, cái xong khuyết video hãy biết kem hiệu bài. Giờ tiếp theo là câu số 2 viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp. Như ở trên tia số này có bắt đầu từ 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 và 22. Trên tia số có các số chẵn. Như các em sẽ nhớ là số chẵn là những số có tổng cộng là 0, 2, 4, 6, 8 là các số chẵn. Như số chẵn ở đây mình có số 10, 12, 14, 16, 18, 20 và 22. Giờ tiếp theo các số lẻ chính là 11. Tổng cộng là những số lẻ là những số có chữ số tổng cộng là 1, 3, 5, 7, 9. Đúng không? Như 11 sẽ là số lẻ. 13, 15, 17, 19 và 21. Như là mình xong câu số 2 nha. Câu số 2 các em hiểu bài, cái xong hết video hãy biết các em hiểu bài. Giờ tiếp theo mình sẽ có viết số kết hợp vào chỗ chấm. Từ 110 đến 131 có bao nhiêu số chẵn và bao nhiêu số lẻ? Thì mình thấy là những cái số mà liên tiếp nhau thì các số chẵn và số lẻ sẽ liên tiếp nhau. Cứ một số chẵn giờ tiếp theo một số lẻ. Một số chẵn giờ tới một số lẻ. Đúng không? Như vậy là muốn biết từ 110 tới 131 có bao nhiêu số. Ví dụ mình thấy là từ 10 tới 22 là bao nhiêu số. Mình sẽ đếm thử nha. Đây là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 số thì mình thấy là mình sẽ lấy số cuối trừ số đầu cộng 1. Thầy sẽ tính nhấp chỗ này cho các em hiểu nha. Như là muốn biết từ một số tới một số có tất cả bao nhiêu số. Ví dụ từ 10 tới 22
thì mình thấy là có tất cả là 13 số. Thì mình sẽ lấy số cuối trừ số đầu cộng 1. Từ số 10 đến số 22 có tất cả. Thì mình sẽ lấy số cuối là 22 trừ số đầu là 10 cộng 1 thì sẽ bằng là 13 số. Tại sao phải cộng thêm 1? Vì mình thấy là mình lấy luôn số 10 nên số 10 sẽ là một số nữa nên mình phải cộng thêm 1. Như là từ số 10 tới số 22 tất cả là 13 số, đúng không? Tương tự mình sẽ tính xem từ 110 tới 131 có tất cả bao nhiêu số. Từ 110 đến 131 có tất cả bao nhiêu số? Thì mình sẽ lấy số cuối trừ số đầu cộng đi 1. 131 trừ cho 110 cộng 1 bằng. Như là 131 trừ 110, mình sẽ tính nhẩm nha. Mình sẽ lấy hàng đơn vị cộng trừ hàng đơn vị. 1 trừ 0 được 1. Hàng chục, 3 trừ 1 được 2. Hàng trăm, 1 trừ 1 bằng 0. Số 0 không cần ghi. Cộng 1 viết lại. Giờ 21 cộng 1 sẽ bằng 22. Như vậy từ số này đến số này có tất cả là 22 số lẻ. 22 số, trong đó có 11 số chẵn và 11 số lẻ. Được nè. Các số chẵn lẻ liên tiếp nhau. Như vậy trong tất cả 22 số này sẽ có 11 số chẵn và 11 số lẻ nha. Giờ như là mình xong câu số 3. Câu số 3 các em hiểu bài, các em xong hết video hãy biết các em hiểu bài. Tiếp theo mình sẽ đến câu số 4. Câu số 4. Quyền đếm các số cách đều 5 từ 0 tới 100. Hỏi Quyền đã đếm được bao nhiêu số chẵn, bao nhiêu số lẻ. Giờ ở đây Khải xin nháp chỗ này cho các em hiểu nha. Như vậy là đếm cách đều 5 từ 0 tới 100 nhưng mà sẽ có là 0. Tiếp theo sẽ là 5, 10, 15. Đúng nè. Như vậy là mình sẽ thấy là các số chẵn, số lẻ sẽ liên tiếp nha. Nhưng mình sẽ đếm xem tất cả bao nhiêu số đây là 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 21. 21 số trong đó có bao nhiêu số chẵn? Đây là 0. Những số tận cùng sẽ 0 thì sẽ là số chẵn. Đây là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Có 11 số chẵn. Nhưng mà trả lời ở đây sẽ là Quyền đã đếm đếm được 11 số chẵn. Giờ 11 số chẵn là các số nào? 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 và 90. Và số 100, đúng nè. Giờ tiếp theo là Quyền đã đếm được 10 số lẻ. Chính là 5, 15, 15, 25, 35,
45, 55, 65, 75, 85 và 95. Đúng này. Như là mình xong câu số 4 nha. Câu số 4 các em hiểu bài, cái xong hết video hãy các em hiểu bài. Giờ như là mình xong bài giảng hôm nay, nếu các em thấy hay giảng thì hiệu bấm khích chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Và em này cho đăng ký kênh Thầy Liêm, các em sẽ bấm nút đăng ký bấm chuông để xem bài giảng mới nhất của Thầy Liêm nha. Thầy chúc các em học tốt, tạm biệt các em nha.